Mãi vui chơi quá đây là bị cháy mất kho tộ rồi, cá kho tộ bị cháy mất rồi. Tôi xin chào tất cả các bạn. Tôi mừng gọi chào tất cả anh em. Tôi Tổng Luyến. Chào mừng các bạn trở lại channel Duy Thường. Thì clip hôm nay ba anh em tôi thực hiện đó là một. Đây là vừa anh em tôi đã đi siêu thị mua được cái cá trứng kho tộ này. Kho tộ, kho tịa thì không biết, thì nói chung là tôi thấy hay hay nên là tôi mua và tôi làm clip cho tất cả các bạn cùng xem. Thì không biết là cái món cá này nó có ngon hay không. Đấy, ở trong cái nồi liêu đất này chẳng biết trong là nó ngon không. Tạnh á, cá biển sao? Thế đó, cá mương. Cá mương á? Ừ. Cái này, cá ao. Cá rãnh. Đấy, thì chắc là trong này nó ướp hết gia vị rồi. Bây giờ anh em tôi chỉ mang đi nấu lên mà thưởng thức xem nó có ngon hay không. Nếu mà ngon thì tôi bảo là các bạn là ngon, còn nếu không ngon thì tôi khuyên các bạn là đừng nên mua và đừng ăn. Nó đã không ngon thì mình ăn làm cái gì, đúng không? Ok, hạn sử dụng 5 cơ. Hả? Dã man nhỉ? Cá chết rồi mà. À, cá chết rồi. Cá sống thì nó không đến 1 năm, cá chết thì nó đến được 1 năm. Đấy, thì bên trong nguyên liệu nó chắc là gồm có trứng thôi. Bây giờ tôi thử bóc ra xem bên trong nó có những cái gì nào. Trứng á? Có cá chứ? À, cá trứng, nhầm. Con cá nó mang con trứng ở trong bụng. Con cá này tên là trứng. À, con cá trứng đấy, đúng không? Đúng. Con cá này con cá cái. Ừ, con cá đực. Cá cái. Cá đực thì làm trứng. Nhìn thế nhỉ? Ai mà biết đây là cá trứng. Còn nó tên là cá trứng. Nó là con cá có trứng là con cá cái. Nếu không có trứng thì mất gì? Mất một cái liêu cá này. Vừng ơi, mở cửa. Thấy chưa, làm gì có trứng cá này, nó tên là trứng. Đây, các bạn nhìn này. Bên trong là nó như này rồi. Nó bao gồm này, như là riềng này. Cá này, cá này, cá mương thì nhớ phải cá biển. Thấy chưa? Bỏ cá mương hết rồi. Trứng này đấy. Con cá nó có trứng. Đấy. Cá trứng. Đấy, bây giờ là anh em chúng tôi sẽ mang đi kho lên nấu ăn với cơm cho nó ngon không? Nếu mà ngon thì tôi sẽ bảo các bạn là hãy thưởng thức món cá kho tộ. Nhớ là món cá kho tộ này nhé. Đấy, cá kho tộ. Cá trứng kho tộ. Đây. Ok, bây giờ anh em chúng tôi sẽ mang cái liêu này đi đun. Không biết là đun trong vòng bao nhiêu phút đọc nữa. Đun nóng ăn ngay. Cái liêu có nghĩa là cái cá này nó đã chín rồi. Thì chỉ cần việc đun nóng cái liêu này lên và ăn luôn cái liêu này. Ok, thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ ăn cá thôi, đừng ăn liêu. À, ăn cá, ừ, ăn cá trong liêu. Ok. Mình ăn cá thôi, ăn liêu được. Thế mà còn đấy, ok anh em chúng tôi bây giờ đã cho nồi cá chúng ta lên bếp ga và đun chắc tầm 15-20 phút nữa thì anh em chúng tôi sẽ bỏ ra thưởng thức và có thấy ngon hay không. Bây giờ anh em chúng tôi mang lên thưởng thức thôi. Chết rồi. Máy livestream điện thoại quá nên là cháy mớ lên rồi, kho tộ này. Đây à, quay giờ mang nào bê lên đi. Ok, thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ mang cái lồi cá kho tộ, cá trứng kho tộ này lên thưởng thức xem nó có ngon không nhá. Ngon không? Chịu ngon không? Chắc cũng ăn được không nhỉ? Cái này lại chỉ đồ sốt chóa thôi. mang cái gậy lên đấy, xuống lấy gậy. Ok, thì bây giờ cho các bạn xem qua cái lồi cá kho tộ của anh em chúng tôi là xem có ngon không này.
Đây là cái lồi cá kho tổ của anh em chúng tôi này. Các bạn nhìn được không? Tắm đét hết con cá vào rồi nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nóng bỏng, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ thưởng thức luôn để chống tình trạng là nó nguội, nó sẽ bị tanh hơn. Đấy, ok, bây giờ anh em chúng tôi sẽ thưởng thức cái món gọi là cá trứng kho tộ này. Bây giờ Minh Hoài thưởng thức trước cho xem là nó vị nó như nào. Không có nữa ngồi nhìn, không có nữa ngồi nhìn. Không được, nhìn đây một lát. Wow, ngon. Mặn không? Không mặn á, không mặn thì đến này ăn vã rồi à? Thứ nào? Vị nó như nào? Thơm. Cay. Tại vì đun cháy nó thơm nhỉ? Cay cay của ớt. Vừa mãi live stream Facebook quá nên là... Quá, đun quá nên là nó khét khét lên rồi. Nhưng bên trên là vẫn thơm, vẫn ăn được. Nhưng nó vị nó có khác cá bình thường. Đúng như cá mà giống vị giống nhau. Nhưng nó ướp này nó... ướp là muốn cá một thưởng thức này, nói chung là ngon như nào? Ngon. Cái vị nó như nào? Cay, mặn, đắng hay là ngọt hay như nào? Cay vừa, mặn, đắng, chát. Như là có ngọt cá thôi. Ngọt thì ngọt lắm. Ngọt thường luôn. Đi đường thử không biết nhé nào. Mình quả chắc mình quả thì ăn mà mình quả không biết. Cá này cá ướp nên là nó bị nhún nhún rồi đúng không? Nó không được dai miếng thịt nó như những cái con cá mà mình mới mua mình thái mình rán ấy, nó dai hơn. Đúng không? Nào. Cái này đúng cá trứng toàn ăn ăn bên trong cái phòng trứng. Nói chung là cá này mà có bát cơm nguội ăn nữa thì tuyệt vời. Hôm nay nhắn với cơm. Này, cho ngợt như mình đi kiểu cá xí cò rồi. Nó cá xí cò rồi. Cho cá xí cò lại ấy. Đây đây. Nguyên ăn cảm giác nó có khác cá bình thường. Anh thấy nó cảm giác như là nó không ngon cả bằng cá bình thường ấy. Tại vì cá này nó ướp kiểu không nó ướp lâu ấy. Em nghĩ tại anh em đun cháy. Đun cháy á? Cứ ăn cái tí riềng này thôi. Ăn riềng ngon mà em biết ăn riềng. Kê. Ướp miếng. Bắt công quẹ đây. Ướp miếng không ngon không? Chị ăn thử cáo. Nè. Cái gia vị vừa bán. Cái này nó ướp sẵn rồi mà. Mua siêu thị mà. Có siêu thị mua rồi đấy. Lấy công nguội đây, thử nè. Tao muốn lấy lại bỏ hết rồi. Công nguội ở cái sông trắng mì sông ấy. Không biết nước chua rồi hả? Không nào, nước này là hạt đấy. Không thêm điểm. Nói chung là cái cá này ăn là nó vừa vặn hết rồi. Anh em mua về chỉ việc cứ là đun nóng lên là ăn thôi, không phải cho thêm một cái gia vị gì nữa, cay riềng xả này, à không có xả chỉ có riềng thôi, nên là ớt dường như là nó ướp hết con cá, ngấm hết gia vị rồi vì nó ướp lâu rồi mà. Rất là cảm ơn. Anh em chúng tôi mua về. Đây đây cơm đây thầy. Anh em chúng tôi mua về thì cứ thế là nấu lên là ăn và thưởng thức thôi, chứ còn thật sự là không phải cho thêm một cái gia vị gì nữa, nên là nấu món này là ăn rất nhạt. Đúng lúc có cơm. Đấy, thử thưởng thức cơm này. Cơm này là cá kho tộ trứng. Cá trứng kho tộ nhập. Xem nó ngon không? Chắc chắn là ngon. Đối với Duy Thường thì Duy Thường không hợp khẩu vị với món này. Riêng cá nhân Duy Thường không hợp khẩu vị với món này. Thế nên là cho hai đồng chí này thưởng thức lốt. Ăn cái chỗ như này, như này là ăn như đây này là cơm có... Khi nào anh em nào đói ăn cơm ấy thì đúng là có món này thì tuyệt vời luôn. Ăn cơm khó ăn lắm. Ăn cơm khó ăn á? Thì ăn cái cơm này khó ăn hơn. Thế chính quả cá này chỉ ăn vã thôi, đúng không? Tại vì ấy khó ăn rồi ăn. À, tác dụng ma túy hôm qua thì bốn cơm gì? Tác dụng ma túy. Thấy chưa? Được. Đấy. Cuối cùng kết luận của Duy Thường là món cá này đối với Duy Thường hiện tại Duy Thường không hợp khẩu vị với món cá này và không thích món cá này. Còn Luyến? Không thích cho lắm. Không thích. Minh Hoài
cũng được, nhưng mà đảo gọi là không quá đi ăn tạm đúng không? Ăn đạm á, chứng tỏ là cái món cá này là nó phải hợp từng khẩu vị từng người thôi. Chứ còn là duy thường ăn cá tươi còn thích hơn nữa là cá này, cá tươi rán ra hoặc là kho. Cô em thế. Em thấy luôn này, em kho ngon hơn. Ừ đấy, nói chung là mỗi người khẩu vị. Anh em nào có thích cái khẩu vị của riêng cái món cá này thì anh em nào mua về dùng. Chứ còn đây là tôi nói riêng cá nhân tôi là tôi không thích cái khẩu vị này, chứ không phải là tôi nói là cái món này không ngon nhá. Ok. Qua clip này tôi cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ Duy Thường và tất cả mọi người đi quay cùng với tôi trong thời gian qua. Thì anh em nào yêu quý anh em chúng tôi thì nhớ cho anh em chúng tôi một like, share cho tất cả anh em cùng xem. Và các bạn nào có ý tưởng mới lạ thì comment thẳng dưới video này để anh em chúng tôi thực hiện. Và chỉ mong các bạn ủng hộ anh em chúng tôi thật nhiều để anh em chúng tôi làm ra thật nhiều clip, thật nhiều những video để cho các bạn xem, và thật nhiều những mang lại những tiếng cười để giải trí cho tất cả anh em. Còn bây giờ hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi, Duy Thường, chào tất cả bạn. Rồi, Duy Thường, chào tất cả anh em. Tôi Ngọc Luyến. Chào tất cả bạn, bye bye.